Này thiện hiện trong cái rốt giáo của pháp không nội không có sự phân biệt thế này. Đây là pháp không nội trong cái rốt giáo của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng không có sự phân biệt thế này đây là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh này thiện hiện trong cái rốt giáo của chân như không có sự phân biệt thế này đây là chân như trong cái rốt giáo của pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng nổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ cũng không có sự phân biệt thế này đây là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ này thiện hiện trong cái rốt giáo của thánh đế khổ không có sự phân biệt thế này đây là thánh đế khổ trong cái rốt giáo của thánh đế tập diệt đạo cũng không có sự phân biệt thế này đây là thánh đế tập diệt đạo này thiện hiện trong cái rốt giáo của bốn tịnh lự không có sự phân biệt thế này. Đây là bốn tịnh lự trong cái rốt giáo của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc này thiện hiện trong cái rốt giáo của tám giải thoát không có sự phân biệt thế này. Đây là tám giải thoát trong cái rốt giáo của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ này thiện hiện trong cái rốt giáo của bốn niệm trụ không có sự phân biệt thế này đây là bốn niệm trụ trong cái rốt giáo của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng không có sự phân biệt thế này đây là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo này thiện hiện trong cái rốt giáo của pháp môn giải thoát không không có sự phân biệt thế này đây là pháp môn giải thoát không trong cái rốt giáo của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không có sự phân biệt thế này đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này thiện hiện trong cái rốt giáo của mười địa bồ tát không có sự phân biệt thế này đây là mười địa bồ tát này thiện hiện trong cái rốt giáo của năm loại mắt không có sự phân biệt thế này đây là năm loại mắt trong cái rốt giáo của sáu phép thần thông cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là sáu phép thần thông. Này thiện hiện trong cái rốt giáo của mười lực Phật không có sự phân biệt thế này. Đây là mười lực Phật trong cái rốt giáo của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng này thiện hiện trong cái rốt giáo của pháp không quên mất không có sự phân biệt thế này đây là pháp không quên mất trong cái rốt giáo của tánh luôn luôn xả cũng không có sự phân biệt thế này đây là tánh luôn luôn xả này thiện hiện trong cái rốt giáo của trí nhất thiết không có sự phân biệt thế này đây là trí nhất thiết trong cái rốt giáo của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện trong cái rốt giáo của tất cả pháp môn Đà La Ni không có sự phân biệt thế này. Đây là tất cả pháp môn Đà La Ni. Trong cái rốt giáo của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện trong cái rốt giáo của quả dự lưu không có sự phân biệt thế này đây là quả dự lưu. Trong cái rốt giáo của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Này thiện hiện trong cái rốt giáo của quả vị độc giác không có sự phân biệt thế này. Đây là quả vị độc giác. Này thiện hiện trong cái rốt giáo của tất cả hạnh đại Bồ Tát không có sự phân biệt thế này. Đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát này thiện hiện trong cái rốt giáo của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Không có sự phân biệt thế này, đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.